Thì xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube Thế Giới Nghiêng. Mới đây, một câu chuyện liên quan tới cuộc đàm phán bí mật cho Ukraine đã được nhà báo điều tra người Mỹ Simohod đăng tải và được giới truyền thông Nga săn đón. Tờ Asian Times cho hay, Đại tướng Valery Zaluzhny và Đại tướng Nga Vasily Gerasimov đang bí mật đàm phán một thỏa thuận có khả năng chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tờ báo cho biết, thông tin này do các nguồn tin ẩn danh được cho là từ cơ quan tình báo Mỹ cung cấp. Sau câu chuyện của ông Zimovets, các nhà báo nga tiết lộ thêm rằng có hai điều kiện được đề cập trong thỏa thuận giữa hai vị tướng. Đầu tiên, Ukraine phải chấp nhận sự kiểm soát của nga đối với toàn bộ hoặc một phần lãnh thổ của mình. Thứ hai, nga sẽ không phản đối việc Ukraine gia nhập NATO với điều kiện NATO không đặt căn cứ quân sự ở Ukraine. Vậy tính xác thực của câu chuyện này tới đâu? Theo Asia Times, mối quan hệ giữa Đại tướng Zelensky và Tổng thống Zelensky được cho là đã xuống cấp tới mức mà ông Zaluzhani không xuất hiện trong các cuộc gặp giữa ông Zelensky với các tướng lĩnh hồi cuối tháng 11. Với sự gay lạnh của Tổng thống, bất cứ điều gì ông Zaluzhani có thể đàm phán đều sẽ gặp phải bức tường gạch ở Kiev. Trước đó, ông Zelensky tuyên bố chính phủ Ukraine sẽ không và không thể vì luật pháp cấm đàm phán với Moscow. Cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang làm chậm lại hoạt động tấn công hay Ukraine rút lực lượng. Tất nhiên, điều này không bác bỏ hoàn toàn khả năng Ukraine rút lui hay Nga ngừng tiến về phía trước. Song nếu các cuộc đàm phán diễn ra ở thời điểm hiện tại thì chúng chưa ở giai đoạn khiến cho cả hai bên hài lòng. Bên cạnh đó, ý tưởng cho rằng Nga sẽ chấp nhận mối liên kết Ukraine-NATO đòi hỏi các thỏa thuận chính trị mà NATO phải là một bên tham gia. Trong khi đó, liên minh này chưa cho thấy tín hiệu nào về việc một trong hai phía muốn đưa họ vào cuộc đối thoại sự tiếp đón không tốt mà ngoại trưởng nga sergei lavrov nhận được tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao của tổ chức an ninh và hợp tác châu âu osce gần đây cũng rất đáng lưu tâm ngoại trưởng nga đã dội rất nhiều gáo nước lạnh vào bất cứ thỏa thuận hòa bình nào ông nói với các phóng viên rằng chúng tôi không thấy bất kỳ tín hiệu nào từ kiev hoặc các nước chủ quản về việc họ sẵn sàng tìm kiếm phương pháp giải quyết chính trị chúng tôi thấy không có lý do gì để xem xét lại mục tiêu của mình Tất nhiên, vẫn luôn có khả năng ông Lavrov đã không được thông báo tóm tắt về cuộc trao đổi giữa các tướng Gerasimov và Zoluzhny. Một cuộc lấy ý kiến gần đây cho thấy mức độ tín nhiệm đối với tổng thống Zelensky đã giảm xuống dưới 65%. Các báo cáo cho thấy có sự khác biệt sâu sắc trong các cấp bậc quân đội ở Kiev. Nhiều chỉ huy quân đội không đồng tình với các chiến thuật do tổng thống vạch ra. Truyền thông phương Tây cho hay, Tổng thống Ukraine Zelensky và tướng Zeluzhny đã bất đồng quan điểm khi cuộc phản công mùa hè của Ukraine không đạt được bước tiến đột phá nào nhằm phá vỡ phòng thủ của Nga. Mối quan hệ này dường như ngày càng leo thang, tới mức trang Ukrainska Bravoda nói rằng ông Zelensky hiện giờ ngó lơ tổng tham mưu trưởng mà chỉ bàn bạc với các chỉ huy quân đội khác. Theo Ukrainska Bravoda, điều này cản trở ông Zeluzhny chỉ huy quân đội một cách hiệu quả. Quân tin cho biết, ông Zelensky một số lần đưa ra những quyết định quân sự vì mục đích chính trị, khiến cho mối quan hệ giữa ông và tướng Zaluzhani càng căng thẳng hơn. Một trong những quyết định như vậy là việc sa thải sĩ quan quân sự. Mới đây, Tổng thống Zelensky cũng cảnh báo giới lãnh đạo quân sự không nên can thiệp vào nền chính trị của đất nước. Ông đã tuyên bố rằng, với tất cả sự tôn trọng dành cho tướng Zaluzhani và tất cả các chỉ huy trên chiến trường, thì có một cách hiểu tuyệt đối về thứ bậc và chỉ có một và không thể có hai, ba, bốn, năm. Tướng Zaluzani chưa hề thể hiện bất kỳ tham vọng chính trị nào, nhưng tiếng tăm của ông đã làm dấy lên suy đoán rằng đây có thể là nhân vật công chúng duy nhất có thể thách thức Tổng thống Zelensky. Volodymyr Fesenko, nhà phân tích chính trị ở Kiev, thậm chí cho rằng một số người trong đội ngũ của Tổng thống Zelensky có thể coi ông Zaluzani là đối thủ chính trị. Điều này dẫn đến đồn đoán ông Zaluzani có thể bị cách chức hoặc tuyên bố từ chức. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng nếu kịch bản đó xảy ra, nó cũng không có lợi cho ông Zelensky. Nhà phân tích Fesenko nhận định với NBC, có vẻ như họ muốn đổ lỗi cho tướng Zaluzani về những vấn đề ở mặt trận. Tuy nhiên, với sự nổi tiếng của ông Zaluzani cả ở trong quân đội và xã hội, việc sa thải hoặc từ chức của ông ấy có thể gây ra những hậu quả rất mơ hồ, bao gồm cả việc làm suy yếu vị thế của chính ông Zelensky. Bên cạnh đó, có vẻ như nhiều thành viên NATO đang đặt ra câu hỏi về kết quả của việc các nước NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine. Mức độ quan tâm của Mỹ tới cuộc chiến ở Ukraine cũng giảm dần sau khi bùng nổ giao tranh giữa Israel và Hamas từ tháng 10 năm 2023. Sự chú ý của các cường quốc thế giới đang dần chuyển từ Đông Âu sang Trung Đông. Tất cả những dấu hiệu này đều không tốt cho Tổng thống Zelensky. Eurasia Times cho rằng Trước khi cảm thấy bị cô lập và hoàn toàn bị gạt sang ngoài lề, ông Zelensky cần triệu hồi đại tướng Zaluzhny và xây dựng bầu không khí đàm phán mang tính xây dựng. Ukraine từ lâu theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên NATO, thậm chí Kiev coi việc gia nhập NATO là mục tiêu chiến lược trong chính sách đối ngoại từ năm 2017. Tuy nhiên, Kiev nhiều lần nêu rõ không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình hay để gia nhập NATO. Ý tưởng cho rằng Ukraine có thể nhượng lại các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát để đổi lấy tư cách thành viên NATO đã được các cựu quan chức cấp cao của NATO đưa ra, trong đó có cựu tổng thống Anders Fors và cựu tư lệnh Đồng Minh tối cao Châu Âu James Davredis. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 30 tháng 11 nhấn mạnh: "Những người ủng hộ kế hoạch này nên yêu cầu các quốc gia khác đưa ra những nhượng bộ tương tự. Nếu họ làm như vậy, tôi sẵn sàng lắng nghe lập luận của họ." Gần đây, một số phương tiện truyền thông cho rằng Mỹ và một số đồng minh đang thúc ép Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga trong bối cảnh xung đột bế tắc trở thành cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Cụ thể, Mỹ, Đức được cho là chỉ cung cấp cho Kiev những vũ khí đủ để cầm cự thay vì những vũ khí có thể giúp Ukraine giành lại lãnh thổ từ Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã bác bỏ thông tin này. Ông cũng công khai chỉ trích tướng Zaluzhny và cảnh báo giới lãnh đạo quân sự không nên can thiệp vào nền chính trị của nước này ông chủ yếu đề cập đến các tướng lĩnh quân đội tham gia chính trường trong những năm sau khi Nga sát nhập Crimea vào năm 2014. Tuy nhiên, ông Zelensky lại nhiều đích danh các chỉ huy hiện tại, trong đó có tướng Zaluzhny. Ông Zelensky đã hủy cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới với lý do thiết quân luật và phải tập trung vào cuộc xung đột đang diễn ra. Chuyên gia Tiberio Grazania, Chủ tịch Viện Phân tích Toàn cầu Vision and Global Trends, nhận định trên tờ Sputnik News của Nga rằng chúng tôi sẽ có thể đưa ra giả thuyết về ít nhất 3 lý do. Thời gian xung đột kéo dài đã khiến cho các tướng tá quân đội mệt mỏi. Sự mất uy tín chính trị của cuộc xung đột được điều hành trực tiếp bởi ông Zelensky và gián tiếp bởi NATO, EU, Mỹ và nhận thức ngày càng tăng của các nhà lãnh đạo quân sự rằng cần phải tiến hành đàm phán để chấm dứt cuộc chiến. Tờ The Economist viết rằng hiện ở Ukraine đang diễn ra một màn đổ lỗi lẫn nhau về việc ai chịu trách nhiệm cho sự thất bại của cuộc phản công mấy tháng qua vào cuối tháng 10, chính trị gia Volodymyr Olinik nói rằng tướng Zaluzhny không muốn trở thành vật tế thần cho cuộc phản công thất bại của Ukraine. Sau khi Tổng thống Zelensky cam kết tiếp tục cuộc tấn công trong suốt mùa đông, tướng Zaluzhny khẳng định đã đến lúc phải phòng thủ và chuẩn bị cho cuộc tấn công vào mùa xuân hàng loạt những sự kiện xảy ra như đổ thêm dầu vào lửa. Đầu tiên là việc trợ lý Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Hennady Chatykov qua đời trong một vụ tai nạn thương tâm khi đang mừng sinh nhật lần thứ 39 vào ngày 6 tháng 11. Trước đó, ngày 3 tháng 11, ông Zelensky đã đơn phương cách chức tướng Viktor Korenko, người được cho là thân cận với tướng Zaluzhny khỏi vị trí chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt. Tương tự, tướng chỉ huy lực lượng quân y Tayana Ostashenko, cũng đã bị thay thế bằng tướng Anatoly Kamichuk mà không hỏi ý kiến tướng Zaluzhny. Giới phân tích cho rằng, cái gọi là vụ Zaluzhny thể hiện cuộc khủng bố lãnh đạo từ phía tổng thống hiện tại và nỗ lực truyền tải việc điều hành chính trị của cuộc chiến sang bộ máy quân sự. Một sự cân bằng mới có thể được đưa ra giả thiết giữa lực lượng vũ trang Ukraine và quyền lực chính trị. Mọi thứ phụ thuộc vào việc lợi ích của các đồng minh phương Tây, EU, NATO sẽ ảnh hưởng đến cuộc khủng hoảng này như thế nào đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo